Đây nè cái rễ của nó các bạn, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Này nhìn giống cái con, như cái con nhẹ vậy đó. Đó. Thì thường cái rễ đó mình sẽ trồng nó như vậy nè các bạn. À, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình được một ngày nghỉ, mình đi ra vườn sau có nhà mình để mình làm vườn tiếp các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn là mình mới vừa mua được mấy cái rễ măng tây đó các bạn. Hôm nay mình sẽ trồng nó xuống cái vườn sau nhà của mình. Mình muốn chia sẻ cái cách trồng măng tây bằng rễ đó các bạn. Với lại mình có một cái số của măng tây của mình ươm từ hạt năm rồi đó, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Ok, mời các bạn theo dõi nha. Đây là cái vườn sau của mình đó các bạn. Hôm nay mình sẽ trồng cái thêm một cây mớ măng tây mình đã có sẵn rồi, lúc năm rồi mình trồng được một cây rồi nè các bạn. Hôm nay mình sẽ trồng thêm trong cái ô này luôn, cho nó đầy cái ô này luôn. Và hôm nay đây mình có đây là mình có hai bọc rễ măng tây màu tím các bạn. Đây là mình mới mua về nè, măng tây màu tím mình muốn thí nghiệm trồng thử đây. Ở đây mình mua trong cái tiệm nursery á các bạn, 7.99 một bọc nè. Đây là trong đây nó có cái rễ sẵn là đã trồng được lâu năm rồi các bạn. Mình mua trồng từ rễ thì măng tây sẽ được thu hoạch nhanh hơn. Còn ở đây là một bọc măng tây màu xanh, này mình mua thêm. Đó, hôm nay mình sẽ trồng ba cái bụi rễ măng tây này, để chút nữa mình mở ra mình cho các bạn xem trong đó nó có những gì. Rồi sẵn đây mình sẽ cho các bạn xem, đây là hai cái chậu măng tây của mình ươm từ hạt từ năm rồi đó các bạn. Đây là một số mình đã trồng trong chậu. Bây giờ nó đẹp lên như vậy nè. Còn mình cũng có một số mình trồng dưới đất á, hiện giờ này nó cũng đang lên, để chút nữa mình sẽ đi vòng quanh cho các bạn xem luôn. Đó, đây là cái măng tây mình ươm từ hạt đó các bạn. Nó lên thì cũng rất là nhanh, nhưng mà chờ cho thu hoạch thì chắc cũng vài năm, cũng hơi lâu các bạn. Mình phải chờ cho cái rễ nó to đó, các bạn thấy có cái măng nhỏ nó đang mọc lên nữa đó. Đó là măng tây trồng từ hạt đó nha các bạn. Thường thường măng tây trồng từ hạt thì mình nghĩ chắc cũng ít nhất cũng 4-5 năm mới có thu hoạch được các bạn. Còn mình trồng từ rễ thì sau 2 năm thì sẽ có thu hoạch liền. Đây là cái cây măng tây mình trồng cũng từ rễ đó các bạn. Đó, hiện giờ là mấy bữa trước mình cắt hết mấy cọng rồi, mình chừa lại một cọng, bây giờ nó đã lên cao như vậy nè. Đây là cây măng tây trồng từ rễ đó các bạn. Mình trồng năm trước đó, bây giờ nó lên cao cũng 3 feet có rồi. Cây này thì mình để mình dưỡng để cho cái rễ nó mạnh khỏe hơn các bạn. Cho nên mình không có cắt, lúc nào mình cũng phải chừa lại một cọng để cho nó nuôi cái rễ. Bây giờ mình mở cái cây rễ này ra cho các bạn xem nha. Đây là cái loại măng tây màu tím nha các bạn. Đó, màu tím đó, mình thấy đó giờ mình thấy màu xanh thường cho nên thấy nó bình thường, còn cái màu tím lạ quá, mình đem về mình trồng thí nghiệm. Rồi nếu có kết quả mình sẽ cho các bạn xem sao. Bây giờ mình mở cái bọc này ra cho các bạn xem cái rễ măng tây trong đây nó như thế nào. Đây nè. Nhìn hôm nay cũng được mấy bụi ta, 1, 2, 3 cái bụi trong một cái bịch đó các bạn. 4 cái chứ. Wow, cũng nhiều quá ha, mình tưởng nó có một cái thôi. Đây nè, cái rễ của nó các bạn, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Này nhìn giống cái con, như cái con nhện vậy đó. Đó. Thì thường thì cái rễ đó mình sẽ trồng nó như vậy nè các bạn. Mình để nó dưới đất, cái đầu này nó lên nè, mốt là cái măng tây từ ở đây nó sẽ mọc lên nè.
Đó, cái rễ này nhìn nó khô nhưng mà thật ra thì nó còn sống nha các bạn. Đây là cái rễ măng tây đó. Ở đây chắc mình thấy nó cũng có mấy cái mắt nó, để mình đem gần lại cho các bạn xem nè. Đó, mấy cái mắt này mốt là nó sẽ mọc lên mấy cây măng tây nè. Đó, cây măng tây này á, thì mình trồng cái kích thước là khoảng khoảng 1,5 feet nha các bạn. 1,5 feet á, thì khoảng chắc nghĩ khoảng khoảng 3 gang tay của mình đó, 3 gang tay của mình á, thì cái bề sâu của nó dưới đất thì từ 10 khoảng từ 12 inch cho tới 18 inch, là cũng là một từ 1 feet sâu 1 feet cho tới 1,5 feet là cũng khoảng ít nhất là cũng 2 gang tay sâu các bạn. Mình trồng sâu để cho nó nằm dưới lòng đất cho nó sẽ sống dai hơn, tại vì ở đây xứ lạnh mình trồng cạn quá này mai mốt nó lạnh quá nên nằm gần ở trên mặt đất nó lạnh quá nó sẽ chết các bạn. Đó, đây là mấy cái rễ măng tây, bây giờ mình sẽ đào đất rồi mình trồng nó thôi. Đây mình sẽ tưới đất lên trước các bạn. Đây mình đào được xong cái lỗ rồi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ trồng cái bụi măng tây màu xanh nó gần với cây, đây là cũng là cái cây màu xanh của mình, nó có sẵn đây các bạn, cho nên mình trồng nguyên cái khung này là màu xanh, còn mé ở trong là màu tím. Còn nếu mà dư lại thì mình sẽ trồng mé bên hông nhà của mình các bạn. Tại vì mình trồng chặt quá mai mốt này nó lên tùm lắm. Cây này coi vậy nó lên rất cao nha các bạn, lên cao cũng gần 4 feet có ạ. À, thì nãy giờ mình đã đào được xong hai cái lỗ mình để trồng trước cho các bạn xem rồi, còn phần lại thì mình sẽ làm sao. À, cây măng tây cũ của mình trồng năm trước đó các bạn, lên cao như vậy đó. Nè, quay gần lại cho các bạn xem nè. À, bây giờ nó mọc lên xong nó sẽ tủa ra thêm nhánh đó các bạn. Mình giữ lại cái thân này để cho nó phát triển cái rễ của nó mạnh là hơn đó các bạn, nó to lớn hơn để mai mốt nó cho măng mình nhiều hơn. Okay, đây là cái bọc rễ của măng tây màu xanh đây. À, loại măng tây này thì các bạn nên trồng ở chỗ mà có nắng nhiều không? Đất thì phải thoáng, khi mà mình tưới nước thì đất nó phải rút chứ các nha các bạn, đừng có để đất lại nó ẩm thì để nó sẽ dễ bị thúi ha. Cho nên đất mình phải trộn với cát hay gì thêm để cho nó thoáng nước dễ dàng hơn ha. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái bọc măng tây màu xanh này, mình lấy cái rễ nó ra, mình sẽ đem xuống mình trồng. Đây là cái rễ của cái măng tây màu xanh các bạn. Các bạn dòm thấy nó cũng có mấy cái búp búp nó lên sẵn rồi nè. Quay gần lại cho các bạn xem. Thấy không? Đó, đây là mấy cái búp của nó nè. Mấy cái này là sau này là nó sẽ cho mình cái măng tây này các bạn. Đây, giờ mình mở nó ra. Một bụi, hai bụi, ba bụi, bốn bụi, một một bịch thì cũng được 5 bụi nha các bạn, 5 bụi nè. Thì cái cách nó nhìn giống như cái con nhện đấy các bạn. Cái cách của mình trồng mình để xuống đất á, đất thì mình đã đào sâu xuống xuống rồi đó, mình để cho nó nằm như vậy xuống cái lòng đất này các bạn. Mình để nó nằm xuống vậy nè ha. Đó, mình để nó nằm xuống cái lòng đất như vậy đó các bạn. Mấy cái búp của nó thì mình để nó đứng lên nha các bạn.
Đó, thì nó nằm như vậy đó. Thì một đường kìa, chắc mình trồng một cái đường này chắc mình trồng được 2 bụi thôi các bạn, đừng có trồng khít quá. Đó, mình trồng thêm đây 1 bụi nữa. Đó, xa xa như vậy đó các bạn. Không, đây được 2 bụi. Ừ, vậy thì xong cái mình chỉ lắp đất nó, phủ đất nó lại thôi các bạn. Nếu mà các bạn có đất phân á, thì mình phủ lên một cái lớp phân. Mình ở đây mình có một số compost nè, cái phân ma nhiều, phân này là phân nấm á các bạn. Mình sẽ lấy cái chút xíu này mình giải lên cho nó ha. Này là phân phân nấm mình năm ngoái mình mua về đó, mình cho nó chút xíu phân nấm lên cái mặt của nó đi. Rồi phần còn lại thì mình tắt hồi nãy mình đào lên đó, rồi mình phủ nó lại thôi, như vậy thôi, không có gì khó khăn hết. Đó, như vậy đó các bạn. Giờ thì mình phủ nó là nó bít lại cho nó bằng cái mặt đất, rồi mình sẽ trồng tiếp mấy cái lối kế bên nha các bạn. Thì nãy mình có nói đó, cái măng tây này các bạn trồng những chỗ mà nó có nắng rất là nhiều nha, tại vì măng tây nó cần nắng đó các bạn. Rồi có nắng ở xứ lạnh này, tại nắng thì nó sẽ lên nhanh hơn. Đây mình nãy giờ mình trồng được bao nhiêu bụi này nè, mình để sẵn xuống cái mặt đất các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy đó, một ô ngang vậy mình trồng 2 bụi ra nha các bạn. Đó. Đó, các bạn nhìn thấy ha, mỗi một ô mình trồng 2 bụi đó. Bây giờ mình để mình quay lại gần cho các bạn xem. Đó, thì cái măng tây mình để nó xuống như vậy đó các bạn. Giờ mình cho phủ cho nó một lớp phân lên chút xíu phân trên mặt các bạn, rồi mình sau đó mình phủ cái đất trên lớp mặt cho nó bằng lên trên cao luôn, rồi mình tưới nước nó, chờ năm sau tới mùa xuân là nó sẽ mọc lên hả các bạn. Năm nay thì mình không có biết là nó sẽ mọc lên không, nhưng mà chắc chắn là mùa xuân năm tới là nó sẽ mọc. Thường thường cái này là mùa xuân mà khi mà qua đông cái trời nó vừa ấm á các bạn, là nó mọc lên đó. Đó, giống như cái cây cũ của mình nè, hiện đang mùa xuân là nó mọc lên đó. Ok, bây giờ mình phủ cho nó lớp phân nấm, phủ cho nó một xíu phân nha các bạn, phủ trên mặt nó làm đỏ đất lên. Thì mình nhắc lại các bạn là cái măng này á là mình trồng từ rễ, cho nên cái thời gian mình chờ thu hoạch á, thì nó nhanh hơn cái trồng bằng hạt nha các bạn. Cái năm đầu tiên á, thì mình không nên thu hoạch, tại vì mình muốn giữ cho nó cái rễ nó khỏe mạnh á, với cái cây của cái cây mà nó lên để nó làm cho cái rễ nó khỏe mạnh hơn, cho nên cái năm đầu tiên á, thì mình nên đừng có thu hoạch, mình để lại đó. Rồi năm thứ hai thì mình có thể thu hoạch, mình thu hoạch nhưng mà thu hoạch một phần nào thôi chứ đừng có thu hoạch nhiều. Rồi sau đó thì qua cái năm thứ ba thì mình có thể thu hoạch được nhiều các bạn, thì lúc đó là cái cây nó được khỏe mạnh rồi, cái rễ nó cũng được phát triển tốt rồi. Cái này thì lúc đầu mình trồng thì hơi cực, tại vì cái thời gian nó chờ đó,
lâu các bạn, nhưng mà sau đó rồi thì mình không có chờ nữa, cứ mỗi năm là mỗi thu hoạch thôi. Rồi, nghĩ là xong rồi các bạn. Còn cái phần còn dư đó mình sẽ tiêm trồng cái mé hông của mình. Mé hông thì nó không được nắng nhiều nhưng mà mình còn dư, cho nên sẵn mình trồng luôn. Rồi thì mình sẽ đi vòng qua bên kia mình cho các bạn xem cái mấy cái cây mình ươm từ hạt mình trồng năm trước đó các bạn. Giờ nó cũng đang đang mọc lên. Sẵn mình cho các bạn xem luôn rồi cái loại mình trồng từ hạt á, nó phát triển như thế nào. Mấy hông bên đó thì mình không có được nắng nhiều á, cho nên cây nó phát triển thì hơi chậm hơn cái chỗ mà có nắng các bạn. Cây này thì nó cần nắng, ở nhà mình thì mấy cái cây cao á nó che đó. Trong khi chờ đợi thì cái phần lót đất trên này các bạn mình có thể trồng cải ăn được, tại vì cái rễ của nó nằm sâu ở dưới đó, nó cũng không có ảnh hưởng nữa, cho nên mình không có bỏ phí đất các bạn. Bây giờ thì mình trồng những cái loại mà rau cải thì đất rễ nó nằm ở trên cái mặt đất á, nó không có ăn sâu, cho nên ví dụ như rau xà lách hay là cải bẻ xanh gì đó mình trồng trên mặt nó mình ăn trước được, không khí đất này. Này xong mình tưới cho nó nước nữa rồi xong các bạn. Đó, mình đã trồng xong rồi đó các bạn. Mình trồng được 2 4 6 bụi bốn cái gốc măng tím với lại thêm ba cái gốc măng tây là nó nằm trong một cái khung này đó các bạn. Khung này thì bề ngang khoảng 2,5 feet nhân 4 feet. Đó, còn cái phần còn lại là mình đây mình còn mấy cái gốc còn lại mình sẽ trồng bên hông. Đây là mấy cái bụi măng tây mình ươm từ hạt mình để trong chậu, nó phát triển mạnh hơn cái ở dưới đất, tại dưới đất ở ngoài sân á mình để ngoài trời á nó lạnh hơn cho nên nó phát triển chậm hơn. Còn cái này ở trong chậu á, mình để trong nhà kính đó các bạn, nó ấm quanh năm cho nên cây nó phát triển mạnh hơn. Ok, bây giờ mình đi vòng qua mấy hông mình cho các bạn xem cái mà nó lên từ hạt mình trồng ở mấy hông nhà của năm trước, sẵn đây cho các bạn xem luôn. Đây là cái mé hông nhà của mình nha các bạn. Đó, cũng cặp cái mé hàng rào. Đây là cái chỗ mình trồng, mình ươm mấy cái hạt măng tây mình trồng hồi năm trước đây. Bây giờ nó đã mọc lên, trời nó ấm nó đã mọc lên rồi nè. Chỗ này thì nó hơi dày các bạn, đó mình rải hộp nhiều quá đó, nhưng mà kệ không sao, nó lên nhiều thì nó lên, mốt mình bứng ra bớt. Đó, đây nè, cắt mình che cái tay để cho các bạn thấy nè. Đó, đây là mấy cây măng tây từ hạt đó nha, nó lên nè. Đó, các bạn nhìn thấy ha, cọng nó rất là còn nhỏ. Đó, thì nó mọc lên là mình biết nó còn sống các bạn. Đó, mà nhìn nó mọc lên nè, quá chừng nè ha. Đây nè, đây là những cái cây từ hạt nha. Thì cái này là mình nghĩ là sẽ trồng dài năm, hơi lâu thôi, hơi lâu hơn cái mình trồng từ rễ nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà có mua rễ được thì nên trồng rễ để mình có thu hoạch sớm hơn, còn trồng từ hạt thì thời gian nó lâu dài hơn. Đó, các bạn nhìn thấy nó lên cũng nhiều lắm á. Bây giờ cọng nó còn nhỏ nhỏ thì mình nhìn rất là khó thấy, nếu bạn phải nhầm kỹ đó, cọng của nó nè, thấy không đó, nhìn nó lên cũng nhiều lắm nè. Rồi thì cái này, cái phảnh đất này mình để im cho nó tự nó lên thôi. Ok, cái video của mình hôm nay tạm dừng ở đây nha các bạn. Chờ cái khi mà măng tây của mình nó phát triển thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Ok, giờ thì mình xin tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn cái video kỳ tới.